Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Nhiều doanh nghiệp đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có động thái giữa lúc hai nghệ sĩ vướng lùm xùm liên quan đến cáo buộc tấn công ở Tây Ban Nha. Những ngày qua, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh là hai cái tên liên tục được nhắc đến, thậm chí tên của cả hai đã dẫn đầu tìm kiếm trên Google. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ngày 1 tháng 7, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền chóng mặt bài báo nước ngoài với nội dung: một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cô gái 17 tuổi người Anh tố xâm phạm trên đảo Tây Ban Nha. Sau đó, thông tin tiếp tục được tiết lộ, hai công dân Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha với cáo buộc xâm phạm đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Dù danh tính của cả hai không được công khai, nhưng nhiều sự trùng hợp về thông tin, tuổi tác, nghề nghiệp, trang phục, địa điểm du lịch tại châu Âu đã khiến dư luận đổ dồn về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Ngay sau khi có thông tin về sự việc, nhiều nhãn hàng đang hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã có động thái với hai nghệ sĩ. Hàng loạt link bài viết quảng bá cũng như hình ảnh chụp cùng sản phẩm của các nghệ sĩ này đều biến mất. Một số doanh nghiệp bất động sản lớn vốn thường xuyên đăng hình ảnh, video Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh tới xem căn hộ ở dự án chung cư, biệt thự mới cũng đều gỡ toàn bộ bài viết có hình ảnh của hai nghệ sĩ này. Cuối năm 2021, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang kết hợp với một bệnh viện để thực hiện MV quảng cáo. Hiện MV được đưa về chế độ không công khai, chỉ những người có đường link mới xem được. Trong khi đó, Hồng Đăng hợp tác quảng cáo với các thương hiệu. Video quảng cáo được Hồng Đăng trên trang cá nhân chỉ ít ngày trước khi tới Tây Ban Nha. Hiện cả trang cá nhân lẫn fanpage của nam diễn viên đều bị ẩn. Đại diện một công ty bất động sản lớn, đơn vị hợp tác với cả Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh thông qua các dự án khác nhau cho biết chưa thể đưa ra câu trả lời. Còn một số nhãn hàng liên quan cho biết đang cân nhắc hợp đồng với hai nghệ sĩ này. Ngoài giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Hồ Hoài Anh còn làm việc tại công ty Cát Tiên Sa. Anh nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc và giám khảo tại nhiều chương trình do công ty này sản xuất và phát trên sóng truyền hình như Giọng Hát Việt Nhí, Xin Mai Song, King of Rap. Đại diện Cát Tiên Sa cho biết hiện công ty chưa có dự án liên quan đến Hồ Hoài Anh nên không có thông tin để phản hồi. Ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc truyền thông công ty giải trí kiêm quản lý của một số nghệ sĩ cho rằng việc đại sứ thương hiệu dính vào ồn ào chắc chắn ảnh hưởng đến các nhãn hàng. Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng sẽ có hướng xử lý riêng, họ cần xem xét kỹ lưỡng những yếu tố như các điều khoản trong hợp đồng, ảnh hưởng của scandal lên nhóm khách hàng mục tiêu, khả năng thay thế đại sứ thương hiệu cũng như sự phù hợp của thương hiệu, đại sứ để có những tính toán và hướng xử lý phù hợp. Ông Nguyễn Thành Trung nhận định trường hợp của hai nghệ sĩ hiện tại, ông cho rằng ảnh hưởng rất lớn, bởi không chỉ gói gọn trong nhóm fan, anti-fan mà còn lan tỏa đến nhiều người, trong đó vấn đề được đặt ra là quy chuẩn đạo đức. Vì thế, nhiều khả năng các nhãn hàng sẽ tạm thời không sử dụng hình ảnh hoặc có cũng không tiến hành truyền thông rộng rãi. Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng với cơn lốc từ mạng xã hội lúc này ít nhiều khiến cuộc sống của người thân, gia đình của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã bị đảo lộn. Những cuộc khủng hoảng truyền thông thường bắt đầu rất sớm, ngay khi những thông tin đầu tiên của vụ scandal rò rỉ, với những thông tin xoay quanh nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng, cuộc khủng hoảng gần như bùng nổ, bởi đây là dạng thức scandal có sức thu hút lớn bậc nhất với dư luận. Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận chính thức, tội danh chưa có nhưng khủng hoảng đã diễn ra trên diện rộng với rất nhiều đồn đoán. Sự khủng hoảng còn ảnh hưởng rất lớn đến người thân của hai nghệ sĩ như vợ con, thậm chí cả mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng bị đưa vào cuộc. Cụ thể, mọi nhất cử nhất động của vợ con, thậm chí là gia đình hai bên, mẹ ruột và chị vợ Lưu Thiên Hương đều gây chú ý và được mang ra mổ xẻ. Chưa kể những phát ngôn trong quá khứ họ cũng được đem ra làm trò cười với thái độ đầy mỉa mai. Ở góc nhìn chuyên gia xử lý khủng hoảng, chuyên gia Lê Ngọc Sơn cho rằng, việc nhắc tên vợ con hai nghệ sĩ, việc đưa mẹ của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vào vụ việc, cách dẫn dắt dư luận về hai cuộc hôn nhân, đăng tải hình ảnh vợ con hai nghệ sĩ tràn lan là sự kinh khủng. Cuộc khủng hoảng và dư luận đã và đang làm tổn thương sâu sắc đến những người vốn đang phải gánh chịu rất nhiều tổn thương trong vụ việc. Sự khủng hoảng lan rộng, dư luận bàn tán rồi sẽ quên, chỉ có người thân, gia đình của hai nghệ sĩ là phải gánh chịu nỗi tổn thương lâu dài. Chuyên gia Lê Ngọc Sơn cho rằng, gia đình, người thân của hai nghệ sĩ đang phải đứng trước nhiều sóng gió, họ bị soi mói, phải chịu đựng sự gièm pha và hứng chịu muôn vàn câu chuyện ly kỳ, bình luận từ số đông dư luận. Việc đăng tải tràn lan hình ảnh, cuộc hôn nhân, thông tin về gia đình, vợ con của hai nghệ sĩ chứa đựng đâu đó sự vô cảm, nhẫn tâm với nỗi tổn thương của người trong cuộc. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. Hiện công dân nói trên sức khỏe bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin về vụ việc cũng như những vụ việc liên quan đến bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Đây không phải trường hợp đầu tiên nghệ sĩ Việt bị nhãn hàng cho bay màu.
hồi giữa năm ngoái, nhằm tránh những tình huống bị tẩy chay không mong muốn, một sàn thương mại điện tử đồng loạt gỡ toàn bộ hình ảnh của Hoài Linh cho các chiến dịch truyền thông của mình khi danh hài này gây bão dư luận vì ngâm hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện từ các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước đó, giữa những ồn ào xảy ra, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết Hồng Đăng xin phép đi nước ngoài nhưng chưa được ký giấy xác nhận. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn cho biết nhận được tin Hồng Đăng mất điện thoại, song chưa liên hệ được với nam diễn viên để nắm thông tin cụ thể. Tuy nhiên, dù chưa rõ danh tính hai nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha, nhưng cũng trong ngày 1 tháng 7, VTV có động thái liên quan đến hình ảnh Hồng Đăng trên sóng truyền hình quốc gia. Cụ thể, hai bộ phim nam diễn viên tham gia và đang được chiếu lại trên sóng VTV3 là Hướng Dương Ngược Nắng và Mắt Cơ Va, Mùa Thay Lá bị tạm dừng phát sóng. Một bộ phim khác có Hồng Đăng đang lên sóng giờ vàng VTV là Thương Ngày Nắng về cũng quan tâm về số phận sẽ ra sao. Trước đó, phim đang dừng ở tập 39. Cũng trong ngày 1 tháng 7, giữa những ồn ào xảy ra, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết Hồng Đăng xin phép đi nước ngoài nhưng chưa được ký giấy xác nhận. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn cho biết nhận được tin Hồng Đăng mất điện thoại, song chưa liên hệ được với nam diễn viên để nắm thông tin. Cụ thể, liên quan đến ồn ào tại Tây Ban Nha lần này, Hồ Hoài Anh là người bị xử lý nặng tay. Hồ Hoài Anh là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tối 1 tháng 7, giữa lúc sờ scandal lên đỉnh điểm, chia sẻ với truyền thông, thạc sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc học viện cho biết, nhạc sĩ họ Hồ tự ý xuất ngoại khi chưa xin phép, do đó, khi trở về, anh phải tới trường trình diện và làm văn bản tường trình. Cũng theo ông Tuấn, viện sẽ xin ý kiến của vụ tổ chức cán bộ và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có hướng xử lý cụ thể. Trên nguyên tắc, Hồ Hoài Anh phải chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. Đã một tuần kể từ khi nổ ra ồn ào, cho đến hiện tại, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn chưa có động thái gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi điểm tin trên kênh Gia Đình Việt. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.